Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đời Dũng Tướng Như Phế sau Hội nghị Trung ương 6, anh Tô Lâm lại bế tắc. Có thể nói trong những tháng qua, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm hết sức để được thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là cách duy nhất ông Tô Lâm có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị sau khi hết nhiệm kỳ. Mỗi người ngồi lại chiếc ghế không quá hai nhiệm kỳ trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết các thanh củi của ông Trọng đều cảm thấy ông Tô Lâm là hung thần. Từ Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trịnh Xuân Thanh, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long vân vân, át hẳn đều cảm thấy như vậy. Những người đó ngại Tô Lâm vì những người này có khả năng làm củi. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Xuân Phúc thì không dễ chút nào. Ông Phúc không phải là những người như vậy. Đây là hình ảnh dù tận tụy phỏ tá ông Tổng, giấc mơ tứ trụ vẫn còn xa vời đối với ông Tô Lâm. Cũng có binh quyền trong tay, có công cụ điều tra và cấp cao nhất trong đảng ủng hộ. Mà ông Tô Lâm không loại được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì xem ra sức mạnh chính trị của ông Tô Lâm không thể so với những người này cho được. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 chính là cơ hội lớn nhất để ông Tô Lâm làm nên việc lớn, bởi vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu đều là những đại án mà vợ ông Chủ tịch Phúc có chút dính líu. Và hiện nay vụ án đang được ông Tổng Bí thư đẩy mạnh về mặt đảng và về mặt pháp luật. Vậy ông Tô Lâm không thể làm gì được là vì sao? Câu hỏi đang được đặt ra. Có một số người thì đánh giá rằng nếu Hội nghị Trung ương 6 mà ông Tô Lâm không thể làm gì được ông Nguyễn Xuân Phúc thì những hội nghị Trung ương sau cũng khó mà bứng ông Phúc cho được. Muốn bứng ông Phúc thì phải moi ra những sai phạm lớn, và hiện nay bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, bị điều tra thì rất có thể bà sẽ thu mình, không dám làm những điều tương tự như thế. Mà một khi người nhà của ông Phúc thu mình thì điều đó cũng có nghĩa là với việc cơ hội trong Tô Lâm cũng bị hẹp dần. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn sừng sững như thách thức ông Tổng và ông Tô Lâm. Người tiền nhiệm của ông Tô Lâm là ông Trần Đại Quang. Khi đại hội 12 năm 2016, ông Quang 60 tuổi và làm Bộ trưởng Bộ Công an một nhiệm kỳ. Vậy mà lúc đó ông Quang lại vào được tứ trụ mà không nhờ ai nâng đỡ. Điều đáng nói là ông Quang không hợp với ông Trọng và ông cũng vào tứ trụ. Trong khi đó Tô Lâm ngồi lại chiếc ghế Bộ trưởng ở nhiệm kỳ thứ 2 mà vẫn không thể vào được tứ trụ, mặc dù 5 lần 7 lượt ông cố nỗ lực. Ông Tô Lâm đời thì dũng tướng lẫy lừng, nhưng vào nhóm tứ trụ ông như một đứa trẻ con trước các bô lão, đầu óc già dặn. Không biết sắp tới ông Tô Lâm sẽ nhờ ông Tổng dùng luật chơi gì để cứu lấy sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm, chứ nếu dùng luật của đảng và pháp luật để xem như không ăn thua. Không phải ai cũng nắm binh quyền cũng có sức mạnh trên chính trường. Làm chính trị là phải lôi kéo vây cánh, phải thâm hiểm, phải biết gài bẫy đủ thứ và biết ném đá, giấu tay. Tuy ông Tô Lâm biết rất nhiều chiêu trò như thế vì ông lớn lên từ ngành an ninh của Đảng Cộng sản. Mặc dù vậy, đấy là ông gài con mồi đã muốn chạy trốn và tránh né ông. Còn đây là những con người họ có đầu hơn hẳn đầu của ông, thì những chiêu thức ông Tô Lâm đã học e là không thể áp dụng. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang và được tứ trụ, nhưng ông Tô Lâm thì lại không. Cũng có người nhận xét rằng ông Trần Đại Quang ra vẻ là người biết làm chính trị hơn ông Tô Lâm. Trần Đại Quang rất tàn ác nhưng hành động khéo léo chứ không lộ liễu. Đặc biệt là các hành động xây dựng hình ảnh, ông Quang không dại dột làm những điều như ông Tô Lâm làm bao giờ. Và đó là lý do vì sao trong đảng ông Quang được nhiều người sự ủng hộ hơn, và ông đã lên chiếc ghế Chủ tịch nước bất chấp sự không ủng hộ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn ông Tô Lâm thì lại khác, gần như ông rất bất cẩn trong việc xây dựng hình ảnh và chính ông cũng mất uy tín trong đảng nghiêm trọng. Cho dù ông được ông Tổng ủng hộ, nhưng đến giờ này ông Tô Lâm vẫn chưa thỏa được ước mơ vào tứ trụ. Cũng có người cho rằng nếu ông Tô vào được tứ trụ thì sự nghiệp chính trị của ông sẽ không bền. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Mỹ Lan sụp, chùm Novaland Bùi Thành Nhơn đang hốt hoảng tháo chạy. Hiện nay bão mới thổi nhẹ nhẹ nhưng đã cuống phăng một tên tuổi lừng danh trong giới doanh nghiệp đất Sài Gòn. Đó là Toàn Thịnh Phát. Việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào tập đoàn chính trị Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải có chảy xước miếng da nào hay không thì chưa biết, nhưng biết chắc rằng
các doanh nghiệp mà từng hưởng những ưu ái từ thời ông Lê Thanh Hải nắm quyền đều bị đánh cho tơi bời. Nuôi lớn đẻ thịt là từ mà giới doanh nghiệp thường đánh giá tình hình chính trị kinh tế Việt Nam hay dùng. Hầu hết các doanh nghiệp lớn của Việt Nam không sống thọ bởi những tập đoàn chính trị triệt hạ nhau để giành ghế và giành quyền lợi. Mà khi triệt hạ, họ triệt hạ vây cánh trước, tức là các đại gia thân hữu sẽ bị đưa lên thịt đầu tiên. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt làm chấn động giới bất động sản. Vào ngày 8 tháng 10, trên tờ báo của nhà nước Việt Nam có bài Cổ đông lớn thoái vốn Novaland về tay ai? Có cho biết vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn đã bán tổng cộng hơn 94 triệu cổ phiếu của Novaland để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% và cả hai đều không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này. Cùng thời điểm, công ty cổ phần Nova Group thông báo đã mua gần 95 triệu cổ phiếu của Novaland, nâng tỷ lệ tại Novaland lên 37,02% là cổ đông lớn nhất hiện nay. Cụ thể, ông Bùi Thành Nhơn đã bán và chuyển nhượng hoán đổi hơn 72,3 triệu cổ phiếu Novaland và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại doanh nghiệp này từ 8,6% xuống dưới còn 4,9%. Tương tự, bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ ông Bùi Thành Nhơn cũng vừa bán chuyển nhượng hoán đổi hơn 21,9 triệu cổ phiếu Novaland để giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,4% xuống còn 4,2%. Bùi Thành Nhơn, người mới nhất có tên trong danh sách tỷ phú đô la Việt Nam hiện nay, có vẻ như cảm thấy mùi chẳng lành từ vụ án Vạn Thịnh Phát. Những dự án đình đám mà Novaland làm thời ông Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy có rất nhiều. Những đại gia bị dính vào vòng lao lý cho đến nay hầu hết là đại gia về ngành bất động sản như Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan, vân vân. Như vậy khó nói rằng ông Bùi Thành Nhơn không dẫn dắt Novaland theo lối dựa hơi chính trị để phát triển. Đây là hình ảnh vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn thoái vốn từ từ tại Novaland. Hiện nay các đại gia bất động sản tại Việt Nam cứ sụp như quân cờ domino. Người sau thì khủng hơn người trước. Việc ông Bùi Thành Nhơn làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại tập đoàn theo một số nhà đánh giá cho rằng có thể vợ chồng Bùi Thành Nhơn đang nhả từ từ rồi rút êm. Bởi nếu làm người đứng đầu khi có sai phạm gì, lãnh đạo cao nhất của tập đoàn sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho đến nay, người ta cũng chưa hoàn toàn tin rằng ông Phạm Nhật Vượng không bị cấm xuất cảnh mặc dù Bộ Công an Việt Nam đã đính chính. Cũng đã 3 tháng trôi qua từ ngày có tin đồn này, người ta vẫn chưa thấy ông Vượng đi được nước ngoài bao giờ để bác bỏ lời đồn. Vậy nên cũng có nhiều người thận trọng vẫn bỏ ngỏ khả năng ông Vượng đang bị quản thúc. Với lại, mới đây ông Vượng lại cho lập công ty VMI cho thấy ông Vượng đang rất đuối vốn. Cũng rất có nhiều khả năng công ty tập đoàn VinGroup đang được theo dõi sức khỏe về tài chính một cách chặt chẽ. Nói về sức mạnh như thị trường bất động sản, VinGroup mạnh hơn Novaland rất nhiều. Tuy nhiên, Novaland khá kín tiếng trên thị trường vốn, nhưng sức khỏe tài chính của Novaland được đồn đoán là không tốt từ nhiều năm trước. Một gã khổng lồ như Novaland mà bị thịt thì khối kẻ được hưởng lợi. Đây là hình ảnh ông chủ Novaland Bùi Thành Nhơn. Vụ bắt bà Trương Mỹ Lan làm chấn động xã hội, chấn động giới đầu tư bất động sản. Có thể nói hầu hết các đại gia cùng ngành của bà Trương Mỹ Lan cũng phải chấn động. Các đại gia bất động sản hiện nay không thể không đặt câu hỏi bao giờ thì đến lượt mình. Ông Bùi Thành Nhơn nhất cử nhất động trên thị trường chứng khoán là báo chí đồng loạt đưa tin. Có người thì cho rằng có một số tờ báo được giao nhiệm vụ theo dõi những người trong tầm ngắm. Không biết có phải thật là như vậy hay không. Tuy nhiên, đấy là ý kiến hợp lý, khó có thể bác bỏ. Theo một số nguồn tin chưa kiểm chứng mà Thời báo .d có được thì ông Bùi Thành Nhơn cũng đang trong dạng bị theo dõi đặc biệt để tránh thoái vốn, tháo chạy.